Chúng ta đã nhìn thấy sự trở lại của tiền đạo Matias bên phía Thành phố Hồ Chí Minh và trận đấu đã được bắt đầu. Pha cắt bóng rất hay của Đỗ Văn Thuận. Quang Nam. Tình huống tạt bóng nguy hiểm. Đã có bàn thắng cho Thành phố Hồ Chí Minh và đó là một pha dứt điểm rất đơn giản của Matias. Cầu thủ vừa trở lại sau chấn thương. Một tình huống tạt bóng chính xác của Quang Nam. Chúng ta hãy cùng xem lại tình huống này, bắt đầu từ pha cắt bóng thành công của Văn Thuận. Pha không chia bóng và tạt bóng đơn giản của Quang Nam, bóng vượt qua đầu Thiago và Matias đã chiếm lĩnh vị trí chính xác, cùng với đó là một tình huống tiếp bóng rất nhạy cảm, mang lại bàn thắng mở tỷ số cho các cầu thủ đội chủ nhà. Một bàn thắng theo đúng tinh thần và phong cách Thành phố Hồ Chí Minh, đơn giản, nhanh, chính xác, ít chạm. Lúc này là Quảng Nam đang kiểm soát bóng tốt hơn, 53%. Nguy hiểm, vẫn là cơ hội thôi, chưa là bàn thắng. Rất tiếc, một lần nữa các chân sút của Quảng Nam lại bỏ lỡ một cơ hội rất đáng kể khi bóng đang căng ngang trước mặt khung thành của Thanh Thắng. Có vẻ như các cầu thủ đội khách vẫn có một chút vấn đề gì đó về nhịp tấn công. Trong tình huống này chẳng hạn, họ đã có một cơ hội trời cho, nhưng Gabriel David đã có một tình huống không phải. Hữu Phước đã có một tình huống xử lý không tốt. Huy Hùng. Pha xử lý của Phạm Văn Thành. Không có việt vị. Matias đối mặt. Văn Cường. Không vào. Ở một tình huống khó hơn thì Matias có thể ghi bàn, nhưng đây là một tình huống cực kỳ dễ. Một tình huống đối mặt với một góc sút, một khung thành rất rộng. Thì cuối cùng Matias lại đá bóng ra ngoài. Bóng đi chệch cột dọc khoảng nửa mét. Rất tiếc cho cơ hội bị bỏ lỡ của Matias. Sau khi phải nhận bàn thua ở phút thứ 18, không có lỗi việt vị. Đã có penalty cho các cầu thủ Quảng Nam. Đó là một tình huống mà trung vệ Ngọc Thịnh đã kéo người Claudicea. Chúng ta hãy cùng xem lại tình huống này. Đó là tình huống mà Claudicea đã phá bẫy việt vị rất hay. Không chế bước một không tốt, nhưng sau đó là một tình huống kéo người rất thô của Ngọc Thịnh. Thành Trung. Như vậy là đã có bàn thắng cho các cầu thủ Quảng Nam. Một cú đá cực kỳ dứt khoát vào góc trái thủ môn Thanh Thắng và không có bất cứ cơ hội nào cho thủ môn này. Chúng ta hãy cùng xem lại tình huống này. Cú đá cực khó, Thanh Thắng bắt đúng bài nhưng chắc chắn là không thể với tới được bóng trong tình huống này. Phạm Văn Thành rất trống, Sầm Công Đức rút chân căng, không vào. Văn Cường đã xuất sắc trong tình huống vừa rồi. Cường đã chọn vị trí và phản xạ xuất thần để ngăn chặn cú đá này. Pha dứt điểm rất căng của Sầm Công Đức vào góc gần. Tấn Trường đã mắc một sai lầm rất đáng tiếc. Có vẻ như Hà Minh Tuấn đã phải nhận chiếc thẻ vàng và đây là thẻ vàng thứ hai của cầu thủ mang áo số 9 trong trận đấu này. Một tình huống ác ý của Hà Minh Tuấn với Đỗ Văn Thuận. Và đó đều là những bàn thắng rất đẹp. Nguy hiểm. Davis. Pha cản phá thành công đầu tiên của Thanh Diệp. Nguy hiểm. Tôi vừa nhắc đến Thiago thì chính Thiago là người đã mang lại quả penalty thứ hai cho các cầu thủ đội khách. Chúng ta hãy cùng xem lại tình huống này. Một pha kéo người kín của Matias nhưng không thể qua được mắt trọng tài chính Ngô Quốc Hưng. Không vào. Không vào các bạn ạ. À, Thanh Diệp lần đầu tiên xuất hiện ở V-League năm nay đã rất xuất sắc khi cản phá thành công cú đá của Đinh Thanh Trung. Có vẻ như Đinh Thanh Trung cũng hơi căng thẳng trong tình huống này. Anh có một cú đá thẳng vào chính giữa khung thành. Bóng được treo vào trong. Một tình huống mà Văn Cường dù lỡ chớn vẫn có thể can thiệp. Nhưng bây giờ là cơ hội. Bóng được bấm vào. Không có thủ môn. Matias. Vinicius đã định nhảy lên và đánh bóng chuyền. May là anh đã không chạm tay vào bóng. Nếu không thì sẽ là một chiếc thẻ vàng. Đó là tình huống mà Sầm Hồng Đức đã treo bóng khá chính xác trong bối cảnh mà Văn Cường đã phải rời xa khung thành.
vào. Pha dứt điểm cuối cùng của Matthias đã không trúng cầu môn của Văn Cường. Rất tiếc. Và có lẽ đó sẽ là những cơ hội cuối cùng thôi. Thời gian thi đấu không còn nhiều. Một tình huống chặt bóng. Và đúng lúc này thì trọng tài chính đã nổi hồi còi kết thúc thời gian thi đấu của trận đấu này. Câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh đã để cho đội khách cầm hòa với tỷ số 1-1 trong thế hơn người khoảng 35 phút.